Sẹo này của mình bây giờ nó có ngứa khó chịu gì không? Có, hơi Tức là những cái chỗ mà ghép da như này, điểm ghép như này là nó sẽ rất là ngứa. Vì nó là, căng. Đúng rồi, nó rất là căng. Bây giờ trên bề mặt sẹo thì nó đang hơi lồi, hơi cứng. Đấy. Có lẽ là mình chỉ có thể làm để cho nó mềm hơn, bằng phẳng hơn và đỡ hơn được thôi. Chứ không biến mất được sẹo được. Không, đấy, không thể biến mất được sẹo. Không có cách nào là biến mất được sẹo được. Đấy. Không cắt. Cắt làm sao nữa, giờ như này cắt đi nó chỉ có to lồi to hơn và xấu hơn thôi. Đấy, bác sĩ ghép cho mình như này là tương đối là gọi là chấp nhận được rồi. Nó bây giờ nó mình chỉ nhỏ cải thiện. Như này không là nó cứ giãn ra. Đúng rồi, vì vùng cổ mình vừa vận động nó sao tránh được. Như thế nào? Những cái sẹo ở vùng vận động như này thì kéo giãn rất là mạnh và nó sẽ bị giãn to ra. Thấy chưa? Không thể tránh được cái đấy. Cái đấy khó đấy nhá. Nếu cái sẹo của mình nằm ở vị trí vận động hơn thì cái mức độ tổn thương của mình, cái mức độ giãn của sẹo nó sẽ giảm đi. Nhưng mà với cái sẹo như này thì chắc là phải điều trị nhiều lần và nó cải thiện được thôi, chứ không thể biến mất được đâu.